Hai cả nhà, lâu lắm rồi Liên không quay cho cả nhà về cái dòng xe AB ha. Ngày hôm nay đây thì Liên sẽ giới thiệu cho cả nhà về AB nè. Ở đây thì Liên có AB 125, 160 nha cả nhà. Thì đây là một cái màu, đây là cái màu zin nè. Và trong tất cả những màu zin của AB, kể cả 150 hay 160, thì về riêng bản thân em Liên nha, thì Liên thích nhất là cái màu xám xanh như thế này nha cả nhà. Và đây cũng là một phiên bản đặc biệt luôn. Thì đối với cái mẫu của AB 150 thì cũng có màu y chắc như vậy luôn nha cả nhà. Tuy nhiên nó khác một xíu cái tem ở đây thôi ha. Tem cái này sẽ là 150 nhưng tuy nhiên dòng 160 sẽ là số 160. Và hiện tại thì mẫu AB 150 đã bỏ mẫu cách đây tầm cỡ gần 2 năm nên không còn hàng lên nha cả nhà. Nên cả nhà muốn sở hữu cái màu sắc mà mình thích, màu xám xanh như thế này, thì cửa hàng Liên đã có trên AB 160 ha. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Về cái màu, về tất cả các phiên bản của AB 160 thì đều được có thắng ABS trước là cả nhà. Và khóa sẽ là khóa sẽ bất cây luôn nha, tất cả các phiên bản luôn ha. Màu này thì cà vẹt sẽ ra cho mình được màu xám xanh đen nha cả nhà, rất là đẹp luôn nhé. Rồi ở đây thì Liên có được hai em của AB 125 này, màu này Liên độ lên màu sơn 3D nhá. Một màu là màu tím iPhone, và đây nữa là màu trắng. Những cái màu sơn 3D này thì cửa hàng em Liên đều bảo hành hết cho mình trong vòng 1 năm. Như mình trường hợp có bị bong chóc chóc sơn thì mình cứ mang lên cửa hàng em Liên bảo hành lại toàn bộ cho mình luôn nha. Và Liên thấy được là từ khi Liên làm trong cái nghề xe nhà này thì Liên chưa thấy là khách hàng nào phải bảo hành màu sơn xe hết nha cả nhà, bởi vì bên Liên chuyên về màu xe sơn nên chất lượng màu sơn rất là yên tâm nha. Rồi đây nữa thì Liên có thêm được 3 em Vision nè, cũng là màu sơn 3D luôn, màu tím iPhone, màu xanh đen nè, cũng như là màu cam đen nè. Đó, thì gần như là ở trong showroom cửa hàng em Liên thì đa số gần đến 99% em Liên đều trưng là màu sơn 3D hết. Bởi vì là màu zin thì gần như là chỗ nào cũng có nên cả nhà mình cũng khá quen thuộc với những cái màu zin rồi. Tuy nhiên là cái màu sơn 3D là cái màu mà không phải cửa hàng nào cũng có, và những cái thiết kế tem là rất là độc lạ cửa hàng Liên thiết kế nên Liên sẽ trưng ở đây cho cả nhà mình coi. Ngoài ra nếu cả nhà mình muốn mua xe màu zin thì cửa hàng Liên vẫn có đầy đủ hết cho mình luôn nhé. Vision thì giá hiện tại em Liên đang bán dao động từ 31 triệu cho đến 36 triệu 500 là tùy màu. AB 125 thì từ 39 triệu 500, và AB 160 thì nó nhỉnh cao hơn so với AB 125 nha, tầm 53 triệu là mình sở hữu được xe rồi. Góp Vision và AB 125 đối trước giúp em Liên từ 4 triệu nhé, và AB 160 thì từ 7 triệu giúp em Liên. Giấy tờ thủ tục mình mang giúp em Liên là căn cước gắn chip. Nếu mình có thêm được bằng lái xe, bảo hiểm y tế hoặc giấy tạm trú thì mình cứ mang thêm, mình sẽ có nhiều ngân hàng lưu hồ sơ hơn nha. Và đặc biệt nữa, cửa hàng em Liên có hỗ trợ khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên là mình có thể mua góp được rồi nha. Vì có nhiều nơi, nhiều cửa hàng khác họ chỉ hỗ trợ từ 20 tuổi trở lên thôi. Tuy nhiên cửa hàng em Liên 18 tuổi trở lên là vừa đủ tuổi trưởng thành á, là em cửa hàng em Liên đã hỗ trợ mua góp được rồi nha cả nhà. Rồi, ngoài ra thì cửa hàng em Liên còn bán thêm rất là nhiều những dòng xe khác nữa, như là Vario này, Vario rồi Winner, Edge, trong rất là nhiều dòng xe khác nữa. Thì mình cần em Liên tư vấn hoặc là mình muốn dẫn bạn bè người thân tới mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em Liên. Thì khi mua xe có liên hệ với em Liên sẽ được giảm giá trực tiếp vào giá xe từ 1 đến 2 triệu đồng. Dẫn bạn bè người thân tới mua xe thì Liên sẽ gửi cho mình tiền hoa hồng từ 500 đến 1 triệu đồng nha. Ngoài ra còn những combo cả tặng lên đến gần 2 triệu đồng nữa. Nhớ alo cho em Liên là 0985 794 100 nhé. Bye.